Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi giáp dần, sinh năm 1974, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. tử vi tuổi giáp dần 1974 tháng 6 âm lịch. Những gia chủ tuổi giáp dần thường thích đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, làm những việc người khác không làm được. Họ ý thức được sự quan trọng của tiền bạc, địa vị, quyền lực với cuộc sống của mình. Bởi vậy ngay từ khi còn trẻ tuổi, họ luôn cố gắng phấn đấu hết mình để xây dựng được một sự nghiệp tầm cỡ lớn lao, vẻ vang. Tuổi dần mệnh mộc làm việc khá chăm chỉ và khoa học, họ biết cách học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Không sớm thì muộn, những gia chủ tuổi giáp dần sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi giáp dần trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi giáp dần sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Giáp Dần 1974 có mệnh đại khê thủy tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của cô chú rất lớn, luôn tự mình hành động. Suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến người khác này sinh lòng đố kỵ. Cô chú tuổi giáp dần nên chú ý đừng dễ dàng tin người quá mức, trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chú đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần cô chú nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến cô chú thất vọng. Tử vi tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng, vận trình của cô chú tuổi giáp dần ổn định nhưng chưa thật sự bứt phá trên mọi phương diện. Đây không phải là thời điểm thích hợp để cô chú đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, nên tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Cô chú cũng sẽ phải chi tiêu nhiều khoản trong tháng này nên cần chú ý xây dựng kế hoạch, nhật ký chi tiêu hợp lý, cẩn trọng cháy túi lúc nào không hay. Giáp dương mộc gặp ất dương mộc nên được gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân đối với các gia chủ tuổi giáp dần trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp xử sự hợp lý để giải quyết tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Đặc biệt năm 2021 Thái Tuế là Sửu để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc tài được thầy ra cắt trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho cô chú tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên cô chú hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Hai, vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Dần qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận, trong lĩnh vực sự nghiệp cô chú có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới cô chú có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn chủ động hòa nhập với con người và công việc cô chú có năng lực lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách song điều đó chẳng những không khiến cô chú nản lòng mà còn khiến cô chú thêm vững tâm tiến bước nữa tuy nhiên cô chú tuổi giáp dần phải kiểm soát cảm xúc mình cho thật tốt chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc nếu không cô chú sẽ phải trả giá đắt thậm chí là đánh mất vị trí mình đang có nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy gia cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với cô chú từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho cô chú tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Sang tháng 6 âm lịch tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Cô chú có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới, tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Vận tài lộc của cô chú tuổi giáp dần không khởi sắc trong tháng 6 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan chính vì vậy để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi giáp dần hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ cô chú trong công việc trong làm ăn và kinh doanh từ đó mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi và thành công hơn áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt thứ ba về mặt tình cảm gia đạo về phương diện tình cảm của cô chú tuổi giáp dần tháng này không thật sự khởi sắc với những người độc thân mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với cô chú nhưng tất cả đều không thành do tính cách của cô chú không hòa hợp được với đối phương cô chú cẩn trọng tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết ga lăng tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực chỉ là duyên chưa tới mà thôi với những người đã có gia đình xung đột tranh cãi xảy ra liên tục cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của mình khi có mâu thuẫn Chính vì vậy để kích hoạt vận đào hoa, thầy gia cát khuyên cô chú tuổi giáp dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những cô chú tuổi giáp dần còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe sức khỏe của cô chú tuổi giáp dần có thể không tốt vào tháng này sự nghiệp bận rộn sẽ khiến cô chú lo lắng hơn và dễ thức khuya hút thuốc và uống rượu điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của cô chú cô chú nên giữ thái độ tích cực chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi ngồi máy tính cả làm cho thị lực của cô chú ngày càng giảm phong thủy lộc tài khuyên cô chú nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Các cô chú tuổi giáp dần sinh năm 1974 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các cô chú giáp dần sinh năm 1974. 3. Ngày cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi giáp dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng ất mùi có nạp âm là sa trung kim. Tháng mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tiệt sửu. Đối với người tuổi giáp dần trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 2 tháng 6 năm 2021 tức ngày 11 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là canh thân. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 6 năm 2021 tức ngày 23 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là nhâm thân. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 6 năm 2021, tức ngày 4 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là giáp thân. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi giáp dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để cô chú tuổi giáp dần tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 5 tháng 6 năm 2021, tức ngày 14 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là quý hợi, có nạp âm là đại hải thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 6 năm 2021, tức ngày 26 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là ất hợi, có nạp âm là sơn đầu hòa. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 6 năm 2021, tức ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là đinh hợi, có nạp âm là ốc thượng thổ. Quý vị thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi giáp dần trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cắt để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại